cùng i Channel tìm hiểu tại sao nên tạo ấn tượng tốt nhất trong công việc đầu tiên mà bạn lựa chọn. Bạn đang vô cùng hào hứng khi kết thúc quãng thời gian đi học chuyển mình bắt đầu giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Con đường sự nghiệp của bạn phụ thuộc rất nhiều vào công việc đầu tiên, làm sao để gây ấn tượng tốt để gặt hái nhiều thuận lợi ngay trong công việc đầu tiên của mình. Điều đầu tiên cần nhớ là tất cả mọi thứ đã vào guồng quay, xếp và đồng nghiệp của bạn luôn ở đó. Ngay cả những người điều hành công ty phải bắt đầu từ đâu đó, và trong khi Mark Zuckerberg có thể đã là giám đốc điều hành tại 21. Bạn không thể mong đợi mà leo lên các thăng tiến ở tốc độ chớp nhoáng ở công việc đầu tiên. Dĩ nhiên, trừ khi bạn tự gây dựng công ty, nỗ lực thực sự bắt đầu từ công việc đầu tiên này. Tạo ấn tượng tốt sẽ giúp đưa bạn đi đúng hướng. Chúng tôi đã làm việc với hàng ngàn chuyên gia cao cấp và nhà tuyển dụng tại một loạt các tổ chức và chúng tôi đã học được rất nhiều về những gì nhân viên cấp dưới của họ gây ấn tượng trong công việc đầu tiên vì vậy chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những hiểu biết của mình và những lời khuyên tốt nhất để giúp bạn thành công trong công việc đầu tiên này hãy suy nghĩ về thương hiệu cá nhân của bạn điều này cũng giống như tuyên bố sứ mệnh cá nhân và nền tảng cho tất cả các hành động của bạn tại nơi làm việc chúng tôi đã nhìn thấy sự khác biệt trong việc thấu hiểu về xây dựng thương hiệu cá nhân của một người có thể đóng góp vào phát triển sự nghiệp đặc biệt là ở công việc đầu tiên bởi vì điều này mang lại điểm tập trung cho nhân viên và định hướng họ khi đưa ra quyết định và đảm bảo họ giữ cái nhìn về bức tranh tổng thể quan trọng nhất là phải đúng với bạn là ai và bạn muốn trở thành ai bài viết này về cách xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn là một điểm khởi đầu tuyệt vời đặc biệt trong công việc đầu tiên một để lại cái tôi của bạn ngoài cửa đó là điều dễ hiểu rằng bạn đang vui mừng và có lẽ cảm thấy khá tự tin sau khi sống sót qua đại học và có được một công việc đầu tiên Thật không may, chúng tôi nghe về một số nhân viên cấp dưới nhiệt tình và háo hức để chứng minh bản thân đến nỗi trở nên quá tự tin và kiêu ngạo. Hãy nhớ rằng, dù bạn thông minh, tài năng hay có năng lực, đối với tất cả người khác bạn chỉ là lính mới và bạn sẽ không tạo ấn tượng tốt nếu hành động như thể mình đã biết tất cả. Hoặc như nhiệm vụ cụ thể nào đó là dưới tầm của bạn, hay, hãy chuyên nghiệp, ngay cả trong các sự kiện xã hội điều này bao gồm tất cả những điều cơ bản như đúng giờ mặc quần áo theo các quy định của công ty vì đây là công việc đầu tiên của bạn hãy chủ động liên hệ cho nhân sự và kiểm tra quy định trang phục trước khi bắt đầu làm việc không nên phỏng đoán điều gì sẽ là phù hợp và sử dụng ngôn ngữ phù hợp trong văn phòng nhưng mọi thứ có thể trở nên khó khăn tại các sự kiện ở nơi mà tất cả mọi người hòa mình vào không khí xã giao có thể uống vài ly và thư giãn hãy bình tĩnh và nhớ rằng ngay cả khi bạn đang ở trong quán nhậu nếu tất cả các đồng nghiệp của bạn vây xung quanh hãy thể hiện hiệu quả như đang làm việc đừng để bản thân bạn buông thả trong các tình huống thoải mái vì đây là công việc đầu tiên của bạn bạn không chắc được hình ảnh ngoài công việc có thể ảnh hưởng đến thương hiệu cá nhân như thế nào ba hãy nhiệt tình nhưng không quá mức vì đây là công việc đầu tiên nên bạn muốn thể hiện cho sếp mới thấy mình mong muốn được học hỏi và điều đó có nghĩa là đảm nhận nhiệm vụ thêm và giảm bớt gánh nặng cho cấp trên, nhưng đừng quá háo hức mà đảm nhận nhiệm vụ bạn không được trang bị để thực hiện. Hoặc bạn sẽ không thể hoàn thành đúng thời hạn, chỉ cam kết với những gì bạn biết mình có thể làm được. 4. Dành thời gian giao tiếp xã hội, không phải mọi nơi làm việc đều có được tính xã hội cao. Nhưng thường các đồng nghiệp sẽ đi ăn trưa, sau khi làm việc thì đi uống hoặc để tổ chức sự kiện như ngày sinh nhật đây có thể là cơ hội quý báu để kết nối với các đồng nghiệp và cấp trên trực tiếp của bạn và giúp họ hiểu bạn tốt hơn điều này không chỉ làm cho công việc đầu tiên thú vị hơn khi bạn đã có những người bạn văn phòng nó cho thấy bạn đang làm cho một nỗ lực để trở thành một phần của đội rất nhiều lần chúng tôi nghe từ các nhà tuyển dụng rằng họ muốn làm việc với những người mà họ thích và cảm thấy có kết nối vì vậy nếu bạn muốn được vào tầm ngắm của các ông chủ đó là một ý tưởng tốt khi có một được thời gian xã giao trực tiếp và tìm ra những điểm chung bạn có năm đừng ngại đặt câu hỏi mọi người đều biết bạn là người mới bỡ ngỡ trong công việc đầu tiên của mình và họ mong đợi bạn có thắc mắc đừng ngại hỏi họ vì sợ bị nhìn ngớ ngẩn trừ khi bạn biết bạn đã được đưa ra câu trả lời một vài lần trước trong trường hợp đó tại sao bạn không ghi chú lại nhỉ sẽ còn tồi tệ hơn khi bạn mắc một sai lầm ngớ ngẩn mà có thể tránh được chỉ cần tôn trọng thời gian của đồng nghiệp và nếu bạn có thể lập một danh sách các câu hỏi và hỏi họ tất cả cùng một lúc do đó bạn không liên tục ngắt lời mọi người một trong những điều chúng tôi luôn luôn nghe phản ảnh từ nhà tuyển dụng là họ bị ấn tượng thế nào bởi cách nhân viên thấy rằng cho thấy họ quan tâm đến việc học hỏi và chủ động có được những thông tin mà họ cần trước khi tìm kiếm sự hỗ trợ và điều quan trọng nhất hãy tận hưởng công việc đầu tiên của bạn sẽ có những lúc khó khăn và bạn sẽ cảm thấy hố sâu nhiều lần, nhưng điều này sẽ là khi bạn nhận phạm những sai lầm. Hãy học những bài học rút ra, và tìm thấy con đường của bạn, nắm bắt công việc khó khăn. Cho thấy sự kiên cường, tính toàn vẹn, và sự kiên trì, và bạn sẽ luôn thành công. i Channel là kênh update thông tin sản phẩm 24 phần 7. Vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé.